được đi tới một thành phố mà muốn sông có sông nè, muốn núi có núi, muốn biển có biển. Nhưng mà đang cảm thấy thiếu thiếu gì vậy ta? Phải chi bây giờ mình có một người bạn đồng hành cùng đi với mình, là một chàng trai dễ thương nè, hóm hỉnh, duyên dáng, hát cho mình nghe thì tuyệt biết mấy ha. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Hỡi nàng Juliet của lòng anh, đưa tay đây nào. Ôi dồi ôi, Quỳnh, dậy. Hả? Bà biết vừa làm cái gì không? Hả? Cái gì? Tranh thủ lúc mơ ngủ xong cứ nắm tay người ta như thế này. Mơ cái gì đấy? Hả? Trời ơi, tôi đang mơ một giấc mơ đẹp ơi là đẹp. Tôi thấy tôi đi tắm biển nè, xong rồi tôi gặp một chàng trai cao to duyên dáng. Trời ơi, đang thích ơi là thích. Tự nhiên ông gọi tôi dậy vậy đó. Thôi, bà nhìn đồng hồ đi, sắp muộn giờ rồi. Đi giả hai cái quả dừa này đi còn gì nữa. Kêu người ta dậy không đúng lúc, xong rồi bây giờ còn bảo người ta phải trả tiền giùm nữa. Tớ hôm nay quên mang tiền rồi. Giả hộ đi, giả hộ hai quả dừa này, rồi tớ sẽ đưa cậu đến một cái nơi nha, mà cậu cảm thấy vô cùng xứng đáng luôn. Toàn những anh cao, to, đẹp trai, nhảy đẹp, duyên dáng, hát hay nhá. Đã thế thì đấy, lại còn biết lái máy bay ở trên bầu trời nữa chứ. Ngay bây giờ, 6 ứng viên ưu tú sẽ tham gia vào những thử thách cực kỳ khó khăn trong phần chơi mang tên gọi Thử Lửa. Ở vòng chơi thứ hai này, 6 chiến sĩ ở hai đội sẽ chia thành 3 cặp để thi đấu trong thử thách về thể lực tại bãi vật cản với nhiều chướng ngại vật khác nhau. Chiến sĩ nào về đích trước sẽ chiến thắng và chỉ huy của chiến sĩ đó sẽ được tạm thời đeo huy hiệu chỉ huy ưu tú. Thành tích theo thời gian của các chiến sĩ sẽ được quy đổi thành số trái tim. Hai chiến sĩ đứng đầu sẽ nhận được 3 trái tim, hai chiến sĩ tiếp theo là 2 trái tim và hai chiến sĩ cuối cùng nhận được 1 trái tim. Hãy cùng đón xem vòng thi thử lửa. Chúng ta có câu là lửa thử vàng, gian nan thử sức, và đúng như cái tên phần chơi này thử lửa, ở đó thì tất cả những kỹ năng và sự ngưỡng mộ mà chúng ta vẫn dành cho các chiến sĩ phi công về thể trạng, về sức khỏe của họ thì sẽ được phô diễn hết trong phần chơi này. Cặp thi đấu đầu tiên, đồng chí Nguyễn Văn Tiến và đồng chí Phan Trọng Hào. 3, 2, 1 bắt đầu! Đồng chí Hào cố lên! Vâng, thử thách của chúng ta là như thế. Đồng chí Tiến và đồng chí Hào thực hiện đó là cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Vâng, đồng chí Hào với chiều cao 75 thì không khó khăn để rồi. Cố lên đồng chí Hào! Cố lên đồng chí Hào. Họ sẽ tập trung trên này và chạy lượt trở về, chạy xích lắc, nhảy qua hố một cách dễ dàng. Đồng chí Tiến đi khá nhanh so với đối thủ của mình. Chúng ta đang có lợi thế về thời gian. Tường bò ôm súng được đồng chí Hào đang thực hiện. Như vậy là đồng chí Phan Trọng Hào đã hoàn thành thử thách này. Đồng chí Tiến cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, rất nỗ lực ạ. Về đích rồi. Thành tích cụ thể về mặt thời gian của hai đồng chí như sau: đồng chí Trọng Hào 2 phút 24 giây và đồng chí Văn Tiến 2 phút 48 giây. Đồng nghĩa với việc là đồng chí Phan Trọng Hào và chỉ huy Đỗ Duy Nam đã thắng ở lượt đầu tiên này. Xin chúc mừng. Bây giờ thì chỉ huy Khổng Tú Quỳnh hãy trao cho anh, hãy trao cho anh những thứ anh đang 1-0 tạm thời nghiêng về chỉ huy Đỗ Duy Nam ạ. Những cơ hội còn rất nhiều để Khổng Tú Quỳnh có thể gỡ gạc lại được. Và bây giờ sẽ là màn so tài của đồng chí Lê Duy Thanh Tùng và đồng chí Nguyễn Văn Hiếu. 3, 2, 1 bắt đầu! Cố lên, cố lên, cố lên!
lên trên sàn thì sẽ dễ dàng vượt qua. Cố lên đi. Bãi vật cản này thì cực kỳ khó khăn. Các chiến sĩ đang bước dây leo ngang. Đó, cái thử thách dây leo ngang này sẽ là thử thách mà chốt lại cái lượt thi. Cố lên, cố lên. Và hàng cọc luôn lách. Chuyển trạng thái là cầm súng ở tay để đi qua cái thử thách. Chạy về thì còn có rào chui và tường cao 1m1 đang chờ đợi các chiến sĩ. Đây là rào chuông dễ dàng đâu ạ. Nếu như không cẩn thận phần đầu, phần lưng sẽ bị xước phải trước. Chúng ta có thể thấy rõ là sự mệt mỏi ở trong những bước chạy cũng như là trên khuôn mặt của hai chiến sĩ. Thành tích đầu tiên 2 phút 33 giây thuộc về chiến sĩ Văn Hiếu. Xin chúc mừng đồng chí. Và đồng chí Thanh Tùng với thành tích 2 phút 27 giây. Xin chúc mừng. Sau khi chúng tôi đưa thông tin anh về thành tích em. Đấy, Khổng Tú Quỳnh đã ngay lập tức rất vui vẻ. Và Duy Nam thì chuyển về trạng thái buồn ngủ tiếc nuối. Tôi sẽ chào đồng chí. Đấy, em đã nói rồi. Đồng chí chỉ giữ giùm tí xíu thôi, cũng phải đưa lại đây thôi. Và lượt thi cuối cùng của vòng thi thử lửa này, hai đại diện của hai đội sẽ cố gắng thi đấu hết mình. Đồng chí Trần Đình Thiệp và đồng chí Phan Văn Long. 3, 2, 1, bắt đầu! Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên! Bước giờ 1,8m thì đã vượt qua rồi. Bây giờ là lượt thi cuối cùng này thì chỉ nhìn khác nhau một nửa bước chân thôi cũng đã tạo ra sự khác biệt rồi, đúng không ạ? Hàng thủ bấm mô đã được vượt qua khá là dễ dàng. Tôi nghĩ là với một người có kinh nghiệm bộ binh như là đồng chí Duy Nam tí nữa, mời đồng chí ra thị phạm và hướng dẫn tất cả chúng ta. Đấy, đấy. Ngay lập tức là làm mẫu. Đồng chí Nam ngay lập tức làm mẫu cho các đồng đội của mình. Lại chuyển trạng thái về đeo súng ở sau lưng. Có người đã vượt lên trong hai chiến sĩ của chúng ta. Tôi rất là mong chờ là giây cuối cùng trong cuộc thi này sẽ thật sự là cạnh tranh và về đích sớm hơn không? Các chiến sĩ đều đã vượt qua thử thách rào chui khá là dễ dàng. Và như vậy là không có bất ngờ xảy ra. Đồng chí Trần Đình Thiệp đã về đích trước ở trong lượt thi đấu này. Xin chúc mừng. Thành tích cụ thể của cặp thi đấu cuối cùng như sau: đồng chí Phan Văn Long thành tích 2 phút 37 giây và đồng chí Trần Đình Thiệp với thành tích là 2 phút 29 giây ạ. Và như vậy huy hiệu chỉ huy ưu tú không thay đổi, vẫn thuộc về đồng chí chỉ huy Khổng Tú Quỳnh. Xin chúc mừng.